to catch me howling at the moon. OK, một cái câu hỏi mà cực kỳ nhiều bạn đặt ra là rửa xe có thể làm hư xe không, và tôi khẳng định là rửa xe sẽ làm hư xe. Bạn nào nói tôi sai thì bắt đầu hãy xem hết cái video mà nó nhé. Rửa xe sẽ làm cho con xe của bạn nhanh xuống cấp hơn nếu như các bạn không chú tâm và suy nghĩ kỹ về nó. Có rất là nhiều vấn đề trong nó gây ảnh hưởng tới xe của bạn và dễ làm hư hao xuống cấp chiếc xe của bạn, từ màu sơn, đồ đạc, linh kiện. Tất cả chỉ vì chuyện rửa xe mà thôi. Thì đây là bạn Hải, là một kỹ thuật viên rửa xe đã có 5 năm kinh nghiệm từ bên rửa xe hơi, rửa xe máy, và hiện giờ đang là cửa hàng trưởng chuyên về cái lĩnh vực mà rửa xe, detail làm đẹp xe cho những khách hàng mà đã gửi xe qua bên kỹ sư Hải làm việc. Thì bữa nay mình sẽ đi chuyên sâu vào những cái vấn đề mà ở những tiệm rửa xe thông thường hay mắc phải, hoặc là những bạn rửa xe tại nhà hay mắc phải những cái lỗi nhất. Thì đầu tiên là mình sẽ hỏi anh Hải một cái, là những cái yếu tố nào mà sẽ ảnh hưởng tới một chuyện rửa xe? Ảnh hưởng đến việc rửa xe thì chủ yếu có 5 yếu tố. Đầu tiên là về nguồn nước, thứ hai là về nguyên liệu rửa, xà phòng hóa chất rửa đó, thứ ba là dụng cụ rửa, rồi thứ tư là áp suất nước, rồi cuối cùng là do cái tâm của người thợ, đó là kỹ thuật rửa. Vậy thì theo như bạn Hải nói thì để mình thử mình tự suy nghĩ xem những cái mình nghĩ trong đầu có đúng hay không nhé. Đầu tiên là như Hải nói là về nước. Thì nước thì hiện giờ nếu mà nói mà chúng ta sử dụng nước nước thông thường, nước gọi là nước máy á, thì cái chi phí giá thành nó sẽ rất là cao. Tại vì nếu mà nước sinh hoạt theo như mình biết thì cấp mỗi người định mức có mấy mét khối thì giá nó sẽ rẻ. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng nước đó để mà rửa dịch vụ thì nước nó sẽ bị giá chặt rất là cao, theo cái tỷ số nhân xài càng nhiều nó giá nó càng cao. Thì thường đa phần theo như mình biết là ở ngoài người ta sẽ sử dụng là nước giếng khoan. Mặc dù cái chuyện đó là nhà nước cấm nhưng mà người ta vẫn khoan lậu, vẫn xài chui. Thì trong cái nước giếng khoan thì nếu mình không lầm là nó sẽ có rất là nhiều phèn đúng không hả? Dạ, thường là phèn ạ. Ồ, mà phèn đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới gì ta? Làm xuống màu sơn, rồi làm dỉ xét xe của mình. Vậy thì những cái tiệm rửa xe thông thường ở ngoài khi mà ta xài nước giếng khoan vậy, người ta có sử dụng cách gì để cho nó bớt phèn không? Thường là có một số nơi có tâm, người ta sẽ lọc lại rồi lên bồn, sau đó mới xả xuống. Nhưng mà cái chuyện mà lọc lại lên bồn là theo như mình biết thì nó giống như kiểu như mình lọc nước để mà uống nước đúng không? Thì lọc, nó sẽ phải có cái thời gian mà bao nhiêu lâu phải thay cái lọc. Tại vì nó giống như cái lọc nhớt vậy, chúng ta lọc được cặn thời gian thì nó cũng phải tới lượt nó phải thay à. Tại vì cỡ này hồi cỡ nước lúc nào nó cũng có vi khuẩn rồi phèn rồi các thứ gì đó để mình lọc. Thì nó một bộ lọc nó chỉ lọc được tới một thời gian nhất định thôi. Nó giống như là cái lọc nhớt của mình á, mình xài thì nó cũng phải tới thời gian cố định, một lần nhớt, hai lần nhớt mình phải thay. Chứ không nó sẽ bị nghẹt cặn, lúc đó nó sẽ bị giảm chất lượng lọc. Thì ở ngoài đa phần các tiệm nếu mà đã cuốn vào cái chuyện rửa xe rồi thì dĩ nhiên là sẽ không thể nào mà thay thế những cái loại lọc nước như thế. Thì điều đó sẽ gây ảnh hưởng là những cái đợt đầu lúc người ta mới làm thì nước còn ok, nhưng mà càng về sau nước sẽ càng nhiều phèn, lúc đó gây ảnh hưởng cho tới lại chiếc xe của mình. Đó là cái vấn đề đầu tiên mà mình nghĩ, thì không biết có đúng không hả? Dạ đúng rồi, chính xác. Vậy còn tới cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai theo như Hải nói đó chính là cái hóa chất rửa. Thì nếu như mình không làm thì nó thật đây là cái kỹ thuật hồi xưa đến giờ của mình ở nhà mình tự rửa thì mình toàn là lấy nước rửa chén, lấy xà bông giặt, thậm chí còn đi lấy xà bông gội đầu nữa. Đó là hồi xưa lúc tôi còn trẻ đó. Tôi bây giờ muốn tự nhà rửa để giảm chi phí mà tự chăm chút, nhưng mà sau này khi mà tôi tìm hiểu sâu tôi mới thấy là tôi càng làm tôi càng thấy là tôi càng ngu. Hồi xưa chiếc xe của tôi màu trắng á, tôi chơi tự nhà rửa sau khoảng nửa năm chiếc xe tôi nó vàng khè luôn, tôi không hiểu nguyên nhân. Thì tới bây giờ tôi nghiên cứu tôi mới hiểu nguyên nhân, thì ra là chúng ta sử dụng cái hóa chất sai. Thì sử dụng nước rửa chén, xà bông mình rửa lên một cái nhìn thấy nó sạch kinh kít keng, nhưng mà nó lại ra quá nhiều chất tẩy rửa. Nó giống như tay của bạn mà bạn rửa chén nhiều, bảo đảm da bạn còn khô nữa, huống chi xe đúng không hả? Vậy thì với những cái hóa chất ở ngoài người ta hay rửa thì theo như Hải thấy là người ta sẽ sử dụng hóa chất như thế nào?
Nếu mà thường á, rửa xe bây giờ rất là cái mô hình rất là dễ làm, cho nên người ta sẽ rất là cạnh tranh nhau về giá. Nếu mà cạnh tranh về giá, người ta sẽ tìm cái nguồn nguyên liệu thấp nhất có thể để người ta cạnh tranh về giá. Thì đó là những nguồn nguyên liệu mà để pha ra bột tiết, nhưng mà nó rẻ tiền và nó rất là độc hại, tính axit ăn mòn rất là cao. Nói về chiếc xe thì nó làm cho ảnh hưởng chiếc xe rất nhiều à, ai cũng biết rồi, nhưng mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Có nghĩa là sức khỏe của người rửa. Và thậm chí có khi nếu mà chúng ta tiếp xúc với chiếc xe nhiều quá mà về da hay gì mà tiếp xúc những cái chất bẩn còn tồn dư cho nó thì nó cũng sẽ nguy hiểm. Thì theo như mình đã nghiên cứu, có rất là nhiều cái công thức để mà làm tiệm rửa xe ở ngoài, ta truyền miệng là ra ngoài chợ Kim Biên mua 6 loại hóa chất về trộn lại với nhau và giá siêu rẻ cực lời. Thì những cái đó thì sẽ đưa ra là những cái tiệm rửa xe chỉ với giá 15-20 ngàn, cái kiểu bạn muốn rửa giá nhiều cũng được, thì cứ rửa giá rẻ là bạn hiểu là bạn đang xài cái gì rồi đó. Đó thì những cái đó thì tính ra những chiếc xe của bạn mà giá trị vài chục triệu mà bạn rửa những cái kiểu như thế chỉ vì rẻ một tí nhưng mà lại đi một tăng luôn đấy, thì cái hóa chất đó chính là một cái cực kỳ quan trọng. Rồi vậy thì tới cái món thứ ba hồi nãy hãng nói là gì ta? Dụng cụ rửa. Dụng cụ rửa. Rồi, nói về dụng cụ rửa thì mình nói thẳng luôn. Xưa giờ có cái mẹo á, bất kỳ một chiếc xe nào mình đi trên xe, mình đều bỏ một cái khăn riêng của mình ở trong chiếc xe luôn. Mỗi lần đi tới chỗ rửa đó, ê anh rửa giùm tôi cái xe bằng cái khăn của tôi nha, chứ không có rửa bằng cái khăn của anh là sờ rách rồi cát rồi bẩn rồi gì. Trời ơi, chiếc xe của tôi sơn hết 30 triệu mà chơi bằng kiểu đó là coi như banh ta lông chiếc xe của tôi luôn. Vậy tôi rất là kỹ về cái khăn, mà tôi kỹ lắm. Tôi đưa cái khăn thôi nhưng mà đấy, chứ không lẽ đem theo xà phòng thì nó cũng kỳ. Đó thì những cái khăn ở ngoài như các bạn biết là một cái quy trình, người ta có khi người ta rửa mấy năm người ta vẫn sử dụng cái khăn đó, và dùng một cái khăn duy nhất để rửa cho từ dàn áo cho tới gàn chân là tôi thấy banh ta lông rồi. Thì bởi vậy nên tôi rất là thích những nơi nào mà nó phân ra thành một cái chuyên biệt là hai xô rửa. Hải đây là vì sao mà tôi thích về tiệm bên tôi mà làm rửa xe, đó chính là cái gì, rất là kỷ luật trong cái chuyện mà rửa. Lúc nào rửa nó cũng phải phân hai xô, một xô là để dành riêng cho dàn áo và rửa là phải rửa bằng gọi là gì ta, bọc biển nha, chứ không phải rửa bằng khăn nha. Đó, bọc biển để mà chùi, tránh hạn chế cái sự xước xát của cái khăn hơn. Và một cái khăn á, một xô riêng nữa là chỉ để chuyên rửa dàn chân. Thì khi mà tách ra hai cái như vậy thì có nghĩa là dàn áo chúng ta sẽ ít bụi bẩm, sẽ ít dính cát, nó sẽ ít làm xước sơn. Còn cái dàn chân á, thì cát đất nhiều, mình sẽ xài một cái khăn riêng cho nó. Và cái khăn mà để rửa xe thì phải định kỳ là khoảng bao lâu thay một lần? Khoảng một tuần là thay được rồi. Tuần là phải thay một lần đấy, chứ không phải là cả một năm xài một cái khăn đâu. Vì thế nên rất là nhiều bạn hám rẻ, cứ đi rẻ thì dĩ nhiên là cái giá thành người ta muốn rẻ, người ta càng tiết kiệm lại thì nó sẽ rẻ tiền của mình thôi. Đó rồi, rồi vậy còn cái thứ tư của mình hồi nãy phải nói là gì ta? Áp suất nước anh ạ. Nếu mà nói về áp suất nước thì cái này anh cũng không chuyên lắm đâu. Hãy nói về áp suất nước anh được sao? Áp suất nước thì thực chất dùng nước mạnh á thì mình xả xe rất là nhanh. Đó, mình chạy doanh số được, mình rửa rất là nhanh, rồi mình xả bọt cũng rất là nhanh. Nhưng mà cái vấn đề là nó thường làm cho cái xe ảnh hưởng tới nguồn điện. Nó sẽ len lỏi vào các công tắc nhất là mấy con Ducati, hàng chi là mỗi lần mấy con Ducati tôi mà đem ra ngoài tôi rửa xong là coi như là tôi khỏi chạy luôn, tại vì áp suất có khi là nó mạnh quá, nó chui vô mấy cái giắc điện. Nó làm cho cái dàn điện của nó bị lỗi. Nói chung áp suất mạnh quá cũng không tốt, có thể chập điện luôn á. Chập điện nếu mà nặng mà xui là chập điện luôn. Vậy ngoài ra áp suất nước nếu mà mạnh quá nó có làm hư sơn hay tróc sơn không ta? Dạ có. Đó là đối với cái xe nó hơi, cái dàn sơn của mình hơi bị tả một tí. Còn nếu xe mới thì vấn đề nó cũng hơi khó nhưng mà nó vẫn sẽ làm chạy xước chứ hả? Tại vì anh thấy mỗi lần cái nước mà mạnh đụng tay vô còn thấy rác dây tay nữa mà. Đó là chạy xước thì không hẳn chạy xước, nhưng mà nó là sự ăn mòn thôi, nhưng mà nó không đáng kể đâu. Cái đáng kể quan trọng nhất là nó dễ làm hư cái nguồn điện của mình, cái mạch điện. Hư nguồn điện có nghĩa là hư cái nguồn điện và có thể là gây cả hư hỏng sơn, nếu mà cái dàn sơn của mình sơn quá lâu năm mà nó bị rộp lên, nếu mà chúng ta xịt mạnh quá thì cũng không tốt. Vậy có nghĩa là cái áp suất, một cái áp suất rửa là hợp lý, có nghĩa là một cái áp suất rửa mà làm sao mà có thể xả sạch được cái cát trên xe nhưng mà vẫn không quá ảnh hưởng cho tới dàn sơn, cái đó cũng là một cái mà phải lưu ý của mọi người thợ rửa. Và có những chi tiết nên sử dụng những cái vòi nhẹ không có áp suất mạnh, chẳng hạn như các nước mà xịt cái áp suất nước là xong. Nói về tới cái nước thì mình nói là thôi rồi luôn á Lượm ơi, xe nào mà như Exeter hay gì mấy ông nội ra xịt bét là vô, là mấy bạn nào chỉ cần nhìn xuống cái phần cách nước của mình mà thấy bắt đầu đường vẽ rồng vẽ rắn dưới đó thì tôi bảo đảm luôn, đó chính là những chỗ xịt rửa xe rất là có tâm, xịt rửa thẳng vào cách nước với áp lực cao thì coi như là chia buồn cùng với bạn đó. Thì đó là hồi xưa chiếc xe mình bị, mình phải thay mấy cái cánh nước rồi đó. Vậy nên lần này khi mà Hải về rửa cho mình thì năm nay mình chưa phải thay cái nước nào.
Rồi và cái cuối cùng đó chính là cái tâm của người rửa, thì cái tâm của người rửa thì mình có bao giờ mình rửa đâu? Đấy thì bây giờ để hỏi cái tâm của bạn Hải, kỹ thuật rửa. Dạ, kỹ thuật rửa nó là một cái quy trình. Thực chất mình nắm đúng cái quy trình, mình làm đúng theo cái quy trình thì mọi thứ đều ok. Cộng với bốn cái yếu tố trên nhé, bốn cái yếu tố trên mình liệt kê rồi á. Còn cái quyết định cao hơn nữa là cái tâm. Khi mà mình làm đúng cái quy trình rồi là một chuyện, nhưng mà mình phải làm tốt hơn cái chuyện đó nữa. Đó là mình yêu xe, mình mê nó, mình đam mê cái nghề này và mình coi nó là một cái giải stress luôn á. Đôi khi có những cái thứ mà rửa chiếc xe, đôi khi có những cái chỗ rất là khó rửa, rửa không ra nữa, nhưng mà mình bỏ cái tâm vô đó một chút thì chiếc xe nó sẽ khác biệt. Mình làm, mình nâng niu nó, mình chiều chuộng nó tí thì xe nó đẹp hơn và nó hiệu quả hơn. Đấy, kết luận cuối cùng thì tôi thấy rằng là nếu mà các bạn nào mà vẫn còn rất là tiết kiệm tiền để mà rửa xe cho con xe của mình bằng những chỗ rửa xe giá 15, 20, 20, 25 mà ta rửa bằng 5 cái mà nó không đáp ứng đủ 5 tiêu chí đó, thì coi như các bạn là vừa bỏ tiền ra và chỉ là vừa hại thêm cái xe của mình thôi. Chính vì thế nên Kỵ Sĩ Hẹm đã quyết định là đam mê ấp ủ từ mười mấy năm trời để mà bảo dưỡng, làm đẹp, rửa xe sạch sẽ những chiếc xe của khách hàng yêu dấu và cũng như cái xe của mình. Mình đã quyết định là mở một cái tiệm rửa xe chuyên biệt và đặt nó ở Gò Vấp, ngay đường Lê Đức Thọ số 736/29, có nghĩa là từ ngoài cái đường hẻm rất là lớn đi thẳng vô 100m thôi là tới ngay cái tiệm của mình. Đó, thì tiệm của mình là Hải, là nhân viên đã 5 năm kinh nghiệm, sẽ là đứng chủ trì ở đây và Kỹ Sư Hẻm cũng sẽ ở đây để mà giám sát tất cả các quy trình. Và một cái tin vui nữa cho các bạn đó là những cái chiếc xe thì giá rửa là xe ga và xe số nhỏ thì tất cả đều đồng giá là 35.000. 35.000 bảo đảm cho các bạn là đủ 5 quy trình, 5 loại thiết yếu nhất. Là đầu tiên là phải sử dụng nước máy, nước từ nguồn máy đàng hoàng. Cái thứ hai nữa là cái xà bông rửa là xà bông rửa nhập. Một lát nữa mình sẽ show cho các bạn xem. Đồ nhập nha, đồ xài đàng hoàng và đã được chứng nhận về an toàn. Và cái thứ ba nữa là những cái dụng cụ và cái khăn rửa các thứ là sẽ thay định kỳ. Mình bảo đảm một chuyện đó và sử dụng bọt biển như mình nói. Và cái thứ tư nữa là cái phần áp suất nước cũng sẽ được canh chỉnh bởi người thợ rất là kinh nghiệm của mình. Và cái thứ năm nữa, cuối cùng là cái tâm, thì bạn yên tâm. Ở đây chúng tôi làm là chúng tôi tuy lấy 35.000 là cao hơn người ta không nhiều, nhưng mà cái tâm của tôi bảo đảm là sẽ cao hơn người ta rất là nhiều. Mong là mọi người hãy ủng hộ nha. 736/29 Lê Đức Thọ, phường 15 Gò Vấp. Tới đây bạn sẽ thấy những cái biển hiệu thiệt là to, rửa xe Kỹ Sư Hẻm. Chỉ cần lên Google Maps bấm rửa xe Kỹ Sư Hẻm, lên Facebook bấm rửa xe Kỹ Sư Hẻm. Và trong những cái ngày khai trương ngày 29 tháng 10 và trong 10 ngày liên tiếp sau đó, thì chỉ cần các bạn tới đây không cần rửa cũng được, check in là sẽ nhận được ngay những phần quà thật là hấp dẫn từ Kỹ Sư Hẻm, giống như là những đồ bảo dưỡng xe các kiểu là mình có tặng luôn những cái hàng mẫu được tặng hết. Đấy, anh em nhớ là ghé ủng hộ nha. 736/29 Lê Đức Thọ, và tới đây tận hưởng những cái cảm giác chỉ với 35.000 để rửa xe những cái dòng xe số, xe ga thông dụng và những dòng xe Next Buy, Sport Buy từ dưới 175 tới trên 175 đều có. Thậm chí mình còn nhận luôn cả những dòng Touring rẻ 150 rồi các kiểu. Nói chung là mọi loại xe hai bánh là mình đều nhận hết. Thì những dòng xe cao hơn, bự hơn thì nó sẽ có giá chênh lệch hơn tí xíu. Đấy, rồi, chào mọi người. Hy vọng là mọi người đã có một cái video cực kỳ thú vị về cái chuyện rửa xe của mình.